Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mình là Dược sĩ Ngọc Bé, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của mình. Ở trên tay mình đây là sản phẩm thuốc đông y Totari. Đây là một loại thuốc để điều trị bệnh trĩ. Bệnh trĩ là một bệnh thuộc ở nhóm bệnh ở hậu môn và trực tràng. Bệnh trĩ thì có các dạng như là trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp. Nguyên nhân gây ra bệnh trĩ thì cũng có khá nhiều nguyên nhân, có thể là do cơ địa hoặc là do cái tính chất, cái đặc thù của công việc các bạn làm việc ngồi quá lâu, hoặc là do chế độ ăn uống chưa được khoa học, chưa được hợp lý. Những trường hợp người bệnh thường xuyên bị táo bón hoặc là những người uống ít nước, một số trường hợp phụ nữ mang thai cũng bị bệnh trĩ. Đó là khi mà cấu trúc mô nâng đỡ cái tĩnh mạch ở trực tràng và hậu môn luôn bị nhão ra, bị giãn ra, bị chảy xệ ra và bị lỏng lẻo thì các cái búi trĩ nó sẽ phồng lên, lồi ra và có thể là thụt vào bên trong, dẫn tới những tình trạng là bị đi ngoài, có máu và đau rát hậu môn. Nếu như nặng thì búi trĩ sẽ lồi hẳn ra ngoài và ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và sinh hoạt của cơ thể con người. Ở những tình trạng bệnh trĩ nặng thì có thể là đi ngoài ra rất nhiều máu và gây nhiễm trùng và dẫn tới những trường hợp có thể là bị ung thư ở hậu môn. Vì vậy cho nên là khi mà các bạn cảm thấy có cái dấu hiệu bất thường ở vùng hậu môn trực tràng, nếu như các bạn cảm thấy đau rát ở hậu môn khi đi ngoài hoặc là đi ngoài ra máu, hoặc các bạn thấy những u cục nổi lên ở hậu môn thì các bạn hãy lập tức là tới những cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và đưa ra những chẩn đoán và có phương án điều trị kịp thời. Và khi mắc bệnh trĩ thì ngoài việc sử dụng thuốc để điều trị bệnh theo chỉ định của bác sĩ thì vấn đề sử dụng những loại thuốc đông y, những thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ dược liệu để hỗ trợ điều trị bệnh là một vấn đề vô cùng cần thiết. Ở đây mình muốn giới thiệu tới các bạn là sản phẩm thuốc Totari. Đây là một cái sản phẩm thuốc đông y được bào chế ở dưới dạng viên hoàn cứng. Sản phẩm này của công ty cổ phần công nghệ cao Trafaco sản xuất tại Việt Nam. Đây là một sản phẩm đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và đã mang lại được kết quả hỗ trợ điều trị bệnh một cách đáng kể mà lại rất an toàn cho sức khỏe. Trong sản phẩm thuốc Totari này thì có chứa những thành phần như là đẳng sâm, trần bì, hoàng kỳ, trăng ma, xài hồ, đương quy, cam thảo, liên nhục, bạch chuột, ý dĩ và một số những thành phần tá dược khác nữa. Khi sử dụng sản phẩm thuốc Totari này để điều trị bệnh, nó có tác dụng là giúp giảm đau ở vùng hậu môn và trực tràng do bệnh trĩ gây ra, và thuốc có tác dụng làm bền vững cái thành mạch ở hậu môn và ở trực tràng, làm hạn chế vấn đề chảy máu do bệnh trĩ gây nên do búi trĩ lồi ra. Và nó có tác dụng là làm co búi trĩ lại, hạn chế sự phát triển của búi trĩ và giúp ngăn ngừa bệnh trĩ tái phát. Bởi vì có những tác dụng trên cho nên là thuốc Totari đã được chỉ định để điều trị trong những trường hợp những người bị bệnh trĩ cấp tính, có những triệu chứng như là bị chảy máu khi đi ngoài, bị đau rát sưng ở vùng hậu môn, và những trường hợp búi trĩ sưng to và lồi ra ngoài, và có thể sử dụng được cho cả những trường hợp bị bệnh trĩ nội và bệnh trĩ ngoại hoặc là bệnh trĩ hỗn hợp đều có thể sử dụng được sản phẩm thuốc Totari. Những trường hợp không được sử dụng thuốc Totari, thứ nhất là trường hợp phụ nữ có thai thì không được sử dụng thuốc Totari, thứ hai là những người bị tăng huyết áp, và thứ ba là những người có cái tiền sử mẫn cảm với một trong những thành phần mà có chứa trong thuốc mà mình đã nêu phần trên thì không được sử dụng thuốc Totari, không được sử dụng cho trẻ em dưới 10 tuổi. Còn cách dùng và liều dùng của thuốc Totari như sau. Cách dùng là dùng bằng đường uống. Các bạn uống thuốc trước bữa ăn khoảng 30 phút. Liều dùng trung bình đối với trẻ em từ 11 tuổi cho tới 15 tuổi thì uống mỗi lần là một túi, một ngày 2 lần. Còn trẻ em 16 tuổi và những người lớn thì uống mỗi một lần từ 1 cho tới 2 túi, một ngày uống 3 lần. Thời gian sử dụng thuốc trung bình mỗi một đợt từ 7 cho tới 10 ngày. Tùy từng trường hợp bệnh cụ thể khác nhau mà cái thời gian sử dụng thuốc có thể khác nhau. Các bạn hãy nên xin tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ của mình đối với từng trường hợp bệnh cụ thể. Khi sử dụng thuốc Totari để điều trị bệnh trĩ, các bạn cần phải lưu ý những vấn đề như sau. Thứ nhất là nói về vấn đề tác dụng phụ của thuốc Totari. Thì hiện tại thì theo ghi nhận cũng chưa gặp một trường hợp nào là xảy ra vấn đề tác dụng phụ khi sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên thì trong khi sử dụng, nếu như các bạn mà gặp bất cứ một triệu chứng dị ứng hoặc là một cái tác dụng phụ không mong muốn nào đó mà xảy ra đối với sức khỏe, thì các bạn hãy dừng sử dụng thuốc lại và xin tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Lưu ý thứ hai là nói về vấn đề tương tác thuốc. Thì hiện tại thì cũng chưa có gặp một trường hợp nào là xảy ra vấn đề tương tác thuốc khi sử dụng sản phẩm thuốc Totari đồng thời cùng với những loại thuốc khác. Tuy nhiên thì các bạn không nên sử dụng cái thuốc Totari này đồng thời cùng với những loại thuốc Tây để điều trị bệnh, hoặc những loại thuốc đông y, những loại thực phẩm chức năng mà có cùng cái thành phần hoạt chất với sản phẩm thuốc Totari. Tốt nhất là trước khi sử dụng thuốc Totari này, các bạn cần phải liệt kê hết tất cả những loại thuốc, những loại thực phẩm chức năng mà các bạn đang sử dụng
để trình bày với bác sĩ và dược sĩ và xin tư vấn về vấn đề sử dụng sản phẩm thuốc Totary đồng thời cùng với những loại thuốc khác để tránh gây tương tác thuốc. Thứ ba là thuốc Totary này tương kỵ với những đồ ăn thức uống gì? Đây cũng là một số những câu hỏi của một số bạn khi sử dụng sản phẩm thuốc Totary. Vậy khi sử dụng, bạn không nên uống thuốc cùng với bia rượu hoặc là những đồ ăn thức uống, những gia vị cay nóng như là tiêu, tỏi, ớt và những thức uống như là cà phê. Và một điều chú ý nữa là sản phẩm thuốc Totary này không gây ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc, cho nên các bạn có thể yên tâm sử dụng. Và một điều chú ý về vấn đề khi mua và cách bảo quản sản phẩm thuốc Totary. Các bạn hãy tìm mua sản phẩm ở tất cả những nhà thuốc, những quầy thuốc ở trên cả nước thì đều có bán. Và khi mua thì các bạn lưu ý kiểm tra hạn sử dụng của thuốc in ở phía bên ngoài của vỏ hộp thuốc. Các bạn không nên mua những hộp thuốc mà đã gần hết hạn sử dụng và tuyệt đối không sử dụng thuốc đã hết hạn sử dụng. Hiện tại thì ở trên thị trường có dạng đóng hộp của nhà sản xuất, là mỗi một hộp gồm có 15 túi thuốc Totary ở dạng viên hoàn cứng, mỗi túi là 5 gram. Và trong quá trình sử dụng sản phẩm thuốc Totary, các bạn cần phải bảo quản thuốc ở trong nhiệt độ phòng mát mẻ, tránh ẩm và tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào thuốc, bảo quản tránh xa tầm tay của trẻ em. Và trong mỗi một hộp thuốc Totary này thì đều có cái tờ hướng dẫn sử dụng thuốc in cụ thể và rất rõ ràng. Các bạn hãy nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu như cần thêm những thông tin chi tiết thì các bạn hãy xin thêm ý kiến tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ của mình. Trên đây thì mình đã giới thiệu tới quý vị khán giả và các bạn về sản phẩm thuốc đông y Totary. Đây là một loại thuốc đông y để hỗ trợ điều trị bệnh trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp. Phần trình bày của mình hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn xem video thì hãy thật nhớ bấm like, share và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé. Và nhớ bấm vào biểu tượng hình quả chuông để nhận được những video xuất bản mới nhất từ Dược sĩ Ngọc Bé. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.